Kitana đi, cũng muốn cầm cái hút máu lắm, tốc độ đánh lắm mà thôi, cầm hút máu đi, không thích tốc độ đánh đâu. Ờ, 100, 100 Z nè, nè đánh tốt lắm, 100 Z. Nó win Z đúng khó chịu luôn. Đang coi video cho gặp ta luôn. Vừa khen luôn đó. Đừng làm xấu hổ nha. Hai bảy năm làm mà được hay cắm quờ cái này quýnh tiếp, kiểu mình cắm quờ vậy có khi nó biết mình quờ cái này nó không găng luôn á, quýnh dễ luôn. Thời ra quét kìa, ai cho quét trời ơi. Dạ ơi, dạ này kinh nghiệm thấp á, nghe game nó dưới mà phần này quýnh cho nó hết máu cho nó không quét mắt mà nhảy vô chết. Tham của mắt nè, trả giá mấy cái này là mánh khóe anh em ạ, mấy cái này phải bắt bài nữa, mánh khóe nó. Ừ, 7 giây để chết nè, sắp mới đang về 7 giây kịp không, 5 giây, 4 3 2 1 sắp mới xuống rồi, phải đỡ mạng rồi, đỡ mạng rồi, sắp mới xuống rồi, đẩy 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 vô nó lỗ tại vì quay nó đẹp anh em à, đẩy vô đẩy vô e nó đập nó. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, nếu mà nó giữ lại nó phải hấp máu, đúng rồi đúng rồi, giữ lại để đưa ra để đẩy, đẩy luôn đẩy luôn đẩy luôn đẩy luôn cái pha đó anh em phải đúp á, anh ở gì anh em phải lát á, anh em đúp vô là nó bắn anh em chết luôn, không kịp đỡ mạng á, pha nó sắp nó xuống rồi không có đỡ mạng được. Thôi không có chạy được. Phải lát mấy ông đừng xài đúp nha, mấy ông xài đúp là cái vụ bắn mấy ông nó bắn thường cái chết luôn á, không đâm mạng được á. Phải lát á. Mình qua nó chết rồi. Oh. Hay quá, HD nó bị cuốn rồi, nó bị mất quay lum rồi, HD nó cuốn rồi, HD nó bị cà cuốn rồi. Lưu lưu lưu, lưu lưu, bất ngờ ha. Rồi, pha này gửi nó lên trên là bóng nó chết nè. Gửi nó mới ăn gồng xong, dòng gửi nó lên trên, nó phải lên trên đó. Lên trên thì mình sẽ được kia phát đó. Chuẩn bị nè, này gửi lên trên nè. Pha này sắp nó sẽ lên, sắp không lắm. Tập ăn xe đây, nè nè nè. Chơi game dễ lắm, quan trọng là mình phải tập trung. Tập trung là mình sẽ nhìn ra mấy cái thế. Phải tập trung nhá. Tập trung là mình biết làm gì hay không, đơn giản không. Nó ăn gồng thì nó dòng gần nó phải chạy lên trên nhá. Thì nó li dòng gần dưới mà. Thì nó ăn gồng nó phải chạy lên trên. Chạy lên trên thì boss nó giết xấu thì nó phải chết. Đấy là mấy cái cơ bản. Nhảy lên, nhảy. Đù 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 đù. Quy, ây da, phải đó. Phải đó con Z này phải quy vô lính xong lát lên quýnh thường nó là chụp nó lại rồi. Một cam sẽ lấy về là đời không có ưng nha. Giỡn, nửa cây. Ơ, no 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 no. Pha nó đại trụ chết hai luôn á. AD nó 6 mà. Này mấy pha này nếu mà quy chúng AD thì đai nè. Mấy pha này giác quy chúng AD thì đai. Đây. Ai sợ, mọi thứ đều hoàn hảo. Đấy, ông quy vô này xong lát lên, ông chụp kia lần kia chết á. Pha nãy đi chen à, pha nãy đây. Bay quy lính cái lát lên chụp nó sẽ không né được á. Từ từ từ, pha này phải lấy máu nó trước xong rồi đai nó về. Này, bắn lấy máu nó trước. Bắn cái nữa, rồi bắn cái nữa. Rồi bắn chụp hai cái lấy móc gì xong bắn nó cái nữa. Rồi đai. Vô.
Cái xá chạy lên đây xong hấp gì vậy, nó đâu lát đâu đúng không ta? Đâu lát đâu, cứ hỏi mà tôi hỏi rồi á. Đù à da này nó cũng thành ra. Sao game này đơn tìm đâu toàn vậy ta? Không có G đâu làm gì không nội. Nội có G đâu, nội láo dữ rồi, đơ có tham binh mà. Nãy đơ xài G chung với nó mà, gần nó 120 mà. Lấy đâu ra hỏi. Giỡn hoài. Phù ma dọa khỉ nữa chứ. He he. Quay lại cho mình bắn ấy, cho mình hồi đúp. Nó không cho mình hồi đúp thì mình chết rồi. Dí đi mày tới. Dí đi mày tới. Ngày mai là tới á, dí đi, ngày mai là tới. Nó quay lại cho mình đúp không mà mình chết anh em. Mấy bạn đó anh em nhớ nha. Còn khi nào nó sắp phun nội tại là anh em đừng có cho nó bắn, nó bắn nó hồi đúp. À vậy à. Dạ, giác gờ chậm á, gờ nhanh chết rồi. Năng sẽ giả lỗi nè anh em. Hai kia không gửi với hai kia. Nha, phải có lát chứ khách rồi. Từng lát ừ. Tìm một nơi tình yêu đưa lối buồn làm chi thôi đã hết rồi. mắt gồ bỏ gồng mắt gồ à, pha này lấy được trụ nè, đợi trụ nó hại gia bát này. Mất tiếp bên đây căng ơi gặp cây xà nó hấp kính nè anh em, đếm mấy chơi đơ nha, đừng cho nó bút nha, đếm mấy chơi đơ anh em. Mắt gồ thôi, nó hại giả bỏ dưới đường đi chết nha anh em. Đừng cho nó ăn ba con nào, mắt đâu mắt mũi gì đâu, thông kính trời ơi. Bạn cái lượng hái mua mắt tím được á. Chơi game phút 21 thì chưa mua luôn, chưa mua mắt tím. Em ơi, bỏ một cửa, nó muốn nghe nè. No, còn chơi được, đừng xuống mà.